ta có một la mã tính chất vật lý. Thế chúng ta cần chú ý những cái điều gì về tính chất vật lý của Esther Thứ nhất là Esther tồn tại ở điều kiện thường. Esther tồn tại điều kiện thường ở hai thể nhé, là thể lỏng, thể lỏng hoặc thể rắn. nó sẽ tồn tại ở thể rắn với những cái anh ester mà cao phân tử nhá nó sẽ nó sẽ tồn tại ở thể rắn với những anh là anh ester cao phân tử có nghĩa là phân tử khối lớn đấy thứ hai là ester nó không tan trong nước được chưa ester nó không tan trong nước nhá ester nó không tan trong nước được chưa nhưng mà nó lại tan trong dung môi hữu cơ tan trong dung môi hữu cơ được chưa nào đấy, không tan trong nước nhưng mà tan trong dung môi hữu cơ tiếp theo ạ à, là ester nó lại nhẹ nước nhá không tan trong nước nhưng ester nó lại nhẹ hơn nước đấy thú vị chưa ester nó lại nhẹ nước nhá À, các bạn lưu ý thế này, các bạn lưu ý thế này là nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của ester thì thấp hơn ancol, mà ancol thì nhỏ hơn axit tương ứng, tương ứng là sắp xếp giữa những cái thằng mà có cùng số c nhá tương ứng là giữa những cái thằng cùng của C nhìn chung ấy thì uh, nhiệt độ sôi nhiệt độ nóng chảy của ester nó tăng theo chiều tăng của phân tử khối được chưa ngoài ra có một số cái chú ý nhỏ nhỏ là ester thì nó có thể tạo liên kết hydrogen yếu với nước được chưa yếu thôi nhá nên chắc chắn là nó sẽ tan ít trong nước hơn so với là alcohol và axit thì người ta thường coi nó là coi như là nó không tan được chưa mặc dù vậy thì một vài cái ester có phân tử khối thấp như là methyl formate hay là ethyl formate hay là ethyl acetate thì tan ở một phần trong nước nhá. Đấy. Chú ý là các ester có phân tử khối thấp. Ester phân tử khối thấp. Như là methyl formate HCO CH3, ethyl formate HCOO CH5 Được không ạ? Và ethyl acetate CH3 COO CH5 Thì nó tan một phần trong nước Tan một phần trong nước Đấy, Thế thì cái việc mà nói là ester không tan trong nước thì cũng chưa đúng lắm Đúng chưa? Thì ester ở đây thì nó sẽ là gì ạ? Hầu hết là không tan trong nước thì chuẩn hơn nhá. Thêm cái từ hầu hết vào Cho chuẩn Hầu hết hầu hết là không tan trong nước đúng chưa trừ một vài cái thằng ester có phân tử khối thấp như hco ch ba hco ch năm và ch ba coch ch năm thì nó sẽ tan một phần trong nước được chưa ok chưa tiếp theo ạ là ester thì có mùi thơm tự nhiên nhá một số ester có mùi thơm tự nhiên ví dụ như mùi chuối là anh iso amin acetate đấy là mùi dầu chuối đấy chưa mùi chuối nhá iso amin acetate mùi chuối đấy chưa thứ hai là et là mùi dứa mùi dứa mùi dứa ví dụ như là Ethyl propionate ethin propy onet ethin butyrate ethin butyrate buty. được chưa đấy thì nó có mùi dứa đấy ok chưa mùi hoa nhài Mùi hoa nhài. Benzin. Acetate. Mùi hoa hồng. Geranin. Acetate. Nhá. Đấy. Thì đây là một số cái Đây thì nó gọi là một số gì Nhưng mà đây là tất cả những phần mà tính chất vật lý Chúng ta cần phải nắm được Nhá. Tất cả phần tính chất vật lý Mà thầy yêu cầu Là chúng ta cần phải nắm được Về ester Các bạn cần phải lưu ý Nhá. Rất quan trọng Tính chất vật lý này rất rất quan trọng Nhá. Được không ạ? Chúng ta phải nhớ hết đấy Thì chúng ta mới làm được bài Được không ạ? Ok Tiếp theo tính chất hóa học Thì cái tính chất đặc trưng của tụi ester Đấy là phản ứng thủy phân cái gì thì từ đâu mà nó lại có cái phản ứng thủy phân của ester Thì nó bắt nguồn từ cái phương trình phản ứng ester hóa Điều chế ester Điều chế ester chúng ta nhớ rằng là đi từ gì ạ? CH3COH cộng với lại CH3OH mũi tên hai chiều đúng không? H2SO4 đặc Xong rồi là đun nóng nhẹ thì mình thu được CH3 COO CH3 cộng với là H2O. Các bạn chú ý ở đây, mũi tên ở đây là mũi tên hai chiều. Mũi tên hai chiều có nghĩa là có một chiều đi và chắc chắn nó sẽ có chiều ngược lại. Đấy, có chiều đi và có chiều ngược lại. Thế thì nó quan trọng là cái điểm này này. Có chiều đi có chiều ngược lại có nghĩa là chiều ngược lại cũng sẽ có xảy ra. Đúng không ạ? Chiều ngược lại cũng sẽ có xảy ra có nghĩa là CH3 COO CH3 cũng cộng với nước H cộng trong môi trường axit nhiệt độ để tạo thành CH3 COH cộng với lại CH3H Đấy thế thì chiều thuận của nó là phản ứng ester hóa Còn chiều nghịch sẽ gọi là phản ứng thủy phân ester Thủy phân ester trong môi trường axit thế tại sao gọi thủy phân thủy là nước đúng chưa đấy phân là phân ra được chưa đấy nên gọi là thủy phân được chưa các bạn hiểu chưa đấy thế vậy đây là mình sẽ có này à, thằng ester nó sẽ có hai cái thủy phân một cái là thủy phân trong môi trường axit một cái là thủy phân trong môi trường kia nhá thế thì đầu tiên chúng ta xét đến là thủy phân trong môi trường axit trước thủy phân trong môi trường axit tổng quát rcoo rfi cộng với lại h O-H mũi tên hai chiều h cộng đun nóng nhẹ các bạn quan sát này đấy nó sẽ chia ra một cái vạch ở đây để chưa? rco sẽ lấy oh nhá rco kết hợp với O-H để tạo thành rcooh R COOH cộng với lại còn hai cái thằng là OR phẩy với H thì kết hợp với nhau để tạo thành R phẩy OH đấy đấy là bản chất của thủy phân ester trong môi trường axit rất đơn giản thôi nó không có gì là gọi là quá khó khăn cả bây giờ ta viết một vài cái phương trình để chúng ta làm quen nhé chúng ta nhớ đúng không ạ chúng ta sẽ viết một vài một vài cái phương trình đấy, chúng ta có ví dụ Ví dụ cái anh mà hay thi nhiều nhất đi nhá. Và ví dụ cho nó xịn Được chưa Ví dụ CH3 COO CH3 Mà cộng với lại H OH Đúng không Mũi tên hai chiều này H cộng này Đu nóng nhẹ này Bạn nhìn kỹ này Chia ở đây này CO lấy OH để tạo thành CH3 CH được chưa ạ? OCH3 này lấy H còn lại để tạo thành CH3 OH đấy dễ ẹc luôn. Nha. Đây là ví dụ số 1. Bây giờ mình sang ví dụ số 2 này để cho các bạn viết này. Ví dụ số 2, các bạn cùng tự viết với thầy nhé. Ví dụ số 2. CH3 COO CH5 cộng H OH Đấy, thì tạo cái gì? H cộng đủ nóng nhẹ. Được chưa? Dễ thôi, quá đơn giản nhỉ. Yeah. Nâng cao level lên tí. Được không? Nâng cao level lên tí. Là anh tiếp theo này. C2 H5 COO C 2 H5 cũng thủy phân trong môi trường axit này. HOH này. H cộng này. Nhiệt độ này. Tạo thành gì tiếp? Tiếp theo nữa này. Tiếp theo nữa này. CH3 COO này. CH này. Nối đôi này. CH2 này cộng H này, OH này, H cộng này, nhiệt độ này. Đấy. Tiếp tục này. H này, COO này. CH này. Nối đôi CH này. CH3 này. Cộng H OH này cũng trong môi trường axit này thì tạo thành gì này. Rồi thầy chữa nhá. Thầy chữa nhá, các bạn quan sát nhá. Này mạch chéo đây này. Thầy này, này thế sẽ tạo thành gì ta? CH3COH cộng với lại C2H5OH đúng không? Rất dễ dàng rất đơn giản. Tương tự, anh này gạch chéo đây phát CO -OH, C2 -H5 COOH C2H5 COOH cộng với lại C2H5 OH chưa có gì khó khăn xảy ra cả. Đúng không ạ? Chưa có gì khó khăn xảy ra cả. Đấy, các bạn viết tiếp đi, các bạn viết tiếp đi. Nào ta có này. CH3 COO C CH3 nối đôi ch 2 Đấy, thủy phân trong môi trường axit. À, Được chưa? Nào, viết tiếp nào, viết tiếp nào. Các bạn quan sát nhá. Vẫn gạch chéo ở đây. Tạo thành CH3 COH cộng với này. Anh này OH đính vào đây đúng không? CH nối đôi CH2 OH đính vào đây. Nếu bạn nào để nguyên cái chất này này là các bạn đã bị sai. Bởi vì thế này, OH đính vào C chứa nối đôi kém bền nên không tồn tại. Nhá, lưu ý này. OH đính vào C chứa nối đôi kém bền. Được chưa? Cái bài này thì đã xuất hiện ở trong cái bài mà khi mình cho acetylen tác dụng với H2O Đúng không? Và nó cũng đã xuất hiện ở trong cái phần mà định nghĩa về ăn cô hôn. Đấy. Thế thì nó kém bền thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ là đây. Nối đôi này sẽ bị thằng O hút về phía nó. Hút về phía nó Thằng H sẽ được trả ngược lại thằng CH2. Thì mình sẽ có là C nối đôi O đúng không? H này vẫn giữ nguyên này, nối đôi CH3. Đấy, hay là viết lại cho thuận mắt. Viết lại cho thuận mắt thì nó chính là CH3 CHO. Được không ạ? Được không ạ? Đấy, anh này là gì ạ? Anh này là gì? Anh này là acetic an D2. Đúng chưa? Acetic an D2. Thế thì do cái việc là chuyển dịch từ cái anh OH đính vào nối đôi này nó chuyển thành anh an 2 này là mũi tên một chiều này và nhìn đến mũi tên một chiều ạ nên lúc này lúc này chúng ta không còn là mũi tên hai chiều nữa mà là mũi tên một chiều đấy chưa bởi vì nó chỉ có chạy chiều đi thôi không có chiều ngược lại ok chưa đấy thế là từ nay nhá từ nay nhá chúng ta khi mà vào bài thi chúng ta không cần phải viết chúng ta không cần phải viết anh này nữa làm nhanh là ta viết anh này luôn acetic and hai luôn đúng không ạ đấy nào tiếp tục anh thứ hai anh thứ hai anh thứ hai anh thứ hai thế nào nhỉ đấy ta thu được cái gì ạ hcooh -O -O cộng với này tương tự này oh đính vào c chứa nối đôi đúng không nếu mà mình chưa quen thì mình cứ viết bình thường oh đính vào c chứa nối đôi này Đúng không ạ? Thì chuyện thành gì ạ? CH3 này CH2 này CHO Thế cho dễ Đúng không ạ? Sau đó mình xóa đi Mình viết xong rồi mình xóa đi Đấy mình cộng vào Thế là đẹp Ok chờ vào mũi tên ở đây cũng sẽ là mũi tên Một chiều Ok nhá Nào anh Mình lại xuống anh bên dưới Anh phương trình cuối cùng Anh phương trình test cuối cùng À ấy, kinh nghiệm để mà học giải hóa chúng ta cứ làm thật nhiều ví dụ cùng với thầy yên tâm ở mát hết nào ta sẽ có gì nhỉ các em nhỉ đây đầu này xe thu được là gì CS3 COH rồi cái này dễ quá nhỉ cộng với này C đây thì bẻ cái thằng này lên nhé thì gọi là CS3 này C này OH đính vào đây không Nối đôi CH2 không? Thế thì Tương tự thì OH đính vào C chứa nối đôi thì nó kém bè Nên chắc chắn anh này sẽ không tồn tại rồi. Mà ngay lập tức Nối đôi sẽ hút vào đây H sẽ trả ngược lại Để tạo thành CH3 C Nối đôi O CH3 Anh này có tên gọi là acetone đúng không ạ Aceton. acetone acetone đấy thì chính vì vậy nên tại đây chúng thầy mình mới có này lưu ý các bạn nhìn nào lưu ý lưu ý thứ nhất lưu ý thứ nhất chúng ta có ba cái lưu ý này lưu ý thứ nhất là thủy phân ester trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch thủy phân ester trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch trừ hai ganh đặc biệt kia đúng không và mình sẽ thu được thường là sẽ thu được alcohol À điện đấy. Trong môi trường axit, lỗi 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 đúng rồi. Thầy ghi lỗi đấy, trong môi trường axit. Là phản ứng thần nghịch và thu được ancol thu được ancol và axit. Đấy. Thường thì chuẩn hơn. Nhá. Thường Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt là các ester có dạng R COO Được chưa? R Thôi rồi, đây đây chỗ này một nối đơn thôi. Ok, ok, ok. Đấy. À. R COO CH nối đôi CH R phải khi thủy phân trong môi trường axit thì mũi T là mũi T một chiều và mình thu được là mình thu được anh 2 đúng không vẫn thu được axit RCOH cộng với anh 2 là R phải CH2 ZO màu hoặc đơn anti hai ok chưa đây là trường hợp này là hay gặp nhiều nhất và trong cái trường hợp hay gặp nhiều nhất thì cái phương trình mà chúng ta gặp nhiều nhất là đây được chưa nhá tiếp theo là trường hợp ít gặp hơn đấy anh có dạng r COO C, -O -O -C R phải nối đôi CH R2 phải cộng với H2O trong môi trường H cộng thì sẽ thu được R, COH cộng với R phải C nối đôi O CH2 R2 phải. Cái này ít gặp hơn rất nhiều keton. Mà nếu có gặp thì thường hay vào trường hợp axit aceton. Nhưng thầy cứ ghi cái phương trình tổng quát ở đây để cho các bạn nắm được nhá thầy cứ ghi ở đây để cho các bạn nắm được nhá ok chưa đấy là thủy phân trong môi trường axit khá là vất vả nhá ta sang hai nhỏ thủy phân trong môi trường kia thủy phân trong môi trường kia nếu các bạn lưu ý thế này theo bề mặt bản chất nhé về mặt bản chất thì trong kiềm là có nước đúng không trong kiềm mà có nước thì ester nó sẽ tác dụng với nước trước để nó tạo thành rcoh cộng r phải oh được không ạ sau đó này cái hỗn hợp này mới tác dụng với NaOH. Thì vậy ta sẽ có là RCOH tác dụng NaOH thì ta sẽ thu được RCOONA cộng H2O và R phải OH thì vẫn giữ nguyên không? Được chưa? Thì có phải ta sẽ có là h ở đây và đây triệt tiêu nhau Đúng không ạ? Thế thì sau đó thì Thay vì phải viết theo cái đường vòng vậy thì em viết thẳng luôn. Là RCOR phải cộng N-A-O-H thì thu được RCONA cộng R phải hóa Đấy Thì đây là cái chính là cái đường lối tư duy Mà thầy muốn các bạn nắm được Nhá Đây gọi là con đường tư duy Đấy Thế thì ghi lại ở bên dưới cho đẹp Thì tổng quát Nó sẽ là RCOOR phải Cộng vậy NaOH tạo thành RCOONA cộng R phải OH được chưa? Rất dễ. Nhá. Ta sẽ có một vài cái ví dụ nhiều đấy để mình làm quen. Thứ nhất, thằng dễ nhất hay gặp nhiều nhất ch 3 CH 5 cộng với lại NaOH tạo gì thứ hai h coo ch 3 cộng cao KOH cao -H, -H, h như nhau nhá để chưa đây phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm hay còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa xà phòng hóa đúng không ạ thủy phân trong môi trường kiềm hay còn được gọi là xà phòng hóa Tiếp theo. CH3 COO CH nối đôi CH2 cộng NaOH. Hay chưa? Tiếp theo nữa. Cho nhớ. CH3 COO CH2 CH nối đôi CH2 cộng NaOH tiếp theo CH3 COO C6H5 cộng NaOH Đấy. Tiếp theo nữa CH5 COO CH2 thôi chỗ này đi. C6H4 CH3 cộng hát Được chưa? Thêm một anh nữa. Anh này cuối cùng. Hứa là cuối cùng. c 3 co C2 C6H5 cộng hát Được không ạ? Đấy. Viết càng nhiều phương trình thì mình càng nắm được. Thì mình càng nhớ được. Nhá. Vậy nào, bây giờ chúng ta cùng viết. Đầu tiên ạ. Anh này sẽ tạo thành gì? và ứng hoàn toàn này CH3CONA Đánh là CH3COH đúng không? Nhưng cộng với thì CH3CONA Cộng với lại CH5OH Quá đơn giản Các bạn phải nghĩ vào vở nhé Tương tự Anh này thì mình sẽ thu được là gì? HCOOK Cộng với lại c 3 h Rất dễ Anh này thì mới làm rồi đúng không? Mình vẫn thu được là c 3 cona thôi ch 3 cona thôi Thế còn anh này thì mình viết mình quen rồi đúng không Đánh nhé tạo thành CH, nối đôi CH2 Nhưng nó ngay lập tức nó chuyển thành gì ạ CH3 CHO Đấy Được chưa Tiếp tục này CH3COO CH2 Thì bạn lưu ý anh này rất thú vị này Anh này thì OH không đính vào C chứa nối đôi Mà OH này đính vào C no nên là vẫn bình thường thôi Thu được CH3 COO Na Cộng với Đây. CH2 này OH này CH này Nối đôi CH2 Anh này vẫn là alcohol nhé Alcohol không no không? Bởi vì là OH đính vào C no mà Nên nó vẫn là alcohol Bạn lưu ý Đấy đến anh CH3 COO C6 h 5 này mới quan trọng này Anh CH3 COO C6 h 5 này dễ bị lửa này đây đúng không ạ? Cộng nó vào thì mình thu được CH3COONa cộng với lại C6H5OH. Nhưng bạn lưu ý cho thầy ạ. C6H5OH này nó là phenol nó có tính axit. Tính axit yếu. Nhá. Chính vì vậy nên anh C6H5OH này nó sẽ tác dụng tiếp với NaOH. Để tạo thành C6H5 ONA oh Cộng H2O Được không ạ? Chính như vậy nên chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là Ở đây nó sẽ không tạo thành C6H5OH nữa Đấy Mà lúc này sản phẩm ta sẽ là C6H5ONA oh này Đúng không? C3CONA và nó ăn 2NA oh Và sinh ra một nước Đấy, đấy là điều đặc biệt của anh này Và cái anh này nó bởi vì tại sao nó điều đặc biệt đấy Tại vì khi vẽ về mặt cấu trúc Thì CS3 đầu CO này Đính vào vòng benzen Thì sau khi đính vào vòng benzen ấy Thì khi mà thủy phân trong môi trường kiềm á Thì nó sẽ sinh ra là thằng phenol Và phenol nó có tính axit nên nó tác dụng bên hào mắt nữa Nên là cái trường hợp đặc biệt này cũng Còn được gọi là trường hợp ester của phenol Nhá Trường hợp đặc biệt này còn được gọi là trường hợp ester của phenol Và ta có cái ví dụ số 2 này Đấy, Cũng tương tự đây Đấy, thì tạo thành C2 H5 CuNa cộng với đây. Na O C6 H4 CS3 cộng H2O. Hai này không ạ? Được không ạ? Và cuối cùng cuối cùng thì các bạn chú ý rằng là vẫn thu được là CS3 CuNa nhưng mà cái anh OH này đính vào z 2 chứ không đính vào vòng Nên nó vẫn thu được là alcohol Là C6H5 5 c 2 OH Đấy Thế nên mình phân biệt rõ thế nào là ester phenol Thế nào là ester của alcohol Đúng không ạ Đến đây người ta có cái lưu ý Lưu ý Rất quan trọng Thứ nhất Là hầu hết Thứ nhất là ester đi ester thủy phân trong môi trường kiềm trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều chấm phải hầu hết hầu hết sẽ thu được muối và alcohol Được chưa Trường hợp đặc biệt Thì có thể thu được muối và ăn D2 ghi bên trên rồi không ghi nữa hoặc ke tôn đúng không nhưng các ester của phenol. Nhưng các ester của phenol. Các ester của phenol nó có dạng RCOO C6H4R'. Hay thì vẽ cấu trúc ra cho các bạn dễ nhìn. Cấu trúc của nó. RCOO Đấy. R phải thì ghi này là R phải có thể điền ở vị trí ốc thu, meta hay para đều như nhau. Thì tụi này nó tác dụng với NaOH để tạo thành hai muối. R phải C6H4 ONA 2O. Đấy nó khác biệt luôn. Và tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol là 1:2. Được chưa ạ? Thì đây là những cái điều mà chúng ta cần lưu ý nhé Với phản ứng thủy phân trong môi yeah. trường Là sang phần tiếp theo là phần phản ứng riêng của Ester cái phần mà phản ứng uh, Của gốc R và gốc R phải Thì đầu tiên là Tác dụng với thuốc thử to len, Phản ứng trắng gương hay còn gọi là phản ứng trắng bạc Thế thì ở đây ta có điều kiện để xảy ra phản ứng Điều kiện Để xảy ra Phản ứng với thuốc thử to len gương hoặc tráng bạc là ester có dạng có dạng h -C -O -O r phải và cứ cái nào mà có dạng hco r phải này thì tác dụng với thuốc thử to len ag nh 3 hai lần oh u được hai G đấy, gọi là phản ứng tráng bạc nha đấy thầy lấy ví dụ thầy lấy ví dụ như tất cả những anh có dạng như là H, C, O, O, C, H3, H, C, O, O, H, C, O, O, C2H5, H, C, O, O, C, H2, H, C, O, O, C, H2 thì đều có phản ứng trắng gương. chán gương hay còn nhắc đến là phản ứng với thuốc thử to lẻ được chưa thế thì uh, bây giờ thầy giải thích cho em biết là tại sao nhá thế thì phản ứng chán gương ấy thì nó ưu tiên là bọn chó đúng không thế giờ chúng ta vẽ cái cấu trúc này đầu h c o o r phải các bạn nhìn nhá đây có đúng là cờ chó chưa? Đấy, thế nên là nó có phản ứng cứ tự to lên thôi trang gương trang mặt là chuyện bình thường thôi đúng chưa ừ thì viết nhanh thì viết nhanh thì viết nhanh được rồi khổ lắm đây viết chuẩn chính tả ừ không may rồi được chưa đấy nhá b tác dụng với h 2 và br 2 b tác dụng với h 2 và br 2 thì điều kiện để xảy ra phản ứng là trong anh ester phải chứa liên kết bội. Đấy. Và chứa liên kết bội là chứa C nối đôi C hoặc C nối ba C. nhá. Thì phản ứng tác dụng H2 và Br2 nó mới xảy ra. Thì thực ra cái này thì nó là tương tự như tương tự như tính chất của gì? Tương tự như tính chất của anken cũng như là cai Đúng không? Tương tự. Hãy lấy ví dụ HCO CH nối đôi z 2 cộng với S2 xúc tác Niken nhiệt độ thì ta sẽ thu được HCO CH2 CH3 Được không ạ? Đấy rất đơn giản thôi Hoặc CH2 nối đôi CH COO CH3 Thì nó là mất màu nước bromide Ở điều kiện thường Do nó có nối đôi CC Nó sẽ tạo thành CH2 BR CH BR COO CH3 Đấy nó rất đơn giản rồi không có gì khó khăn cả Rồi ta sang cái phản ứng cuối cùng của Phần tính chất học Đó là phản ứng trùng hợp Cái phản ứng này có cái ứng dụng rất là thú vị Nhá Đấy chưa Phản ứng trùng hợp Điều kiện để xảy ra phản ứng Điều kiện Để xảy ra Phản ứng Là nó phải có nối đôi cc Cái này vì tương tự Như là Anken Thế thì nhắc lại kiến thức Nó phải một thôi mà đúng không chúng ta cứ nghĩ đơn giản là chúng ta đang nhắc lại kiến thức lớp 11 các bạn à, bị mất gốc mà nên là thầy đang lấy lại kiến thức lớp 11 cho các bạn CH2 này nối đôi này C này CH3 này COO này CH3 này nhiệt độ áp suất xúc tác này thì cái liên kết đôi này bị đứt ra này nhá đứt ra chỉ còn một liên kết đơn thôi CH2 này C này CH3 này COOCH3 Ở cái vị trí mà liên kết pi bị đứt ra Thì chia một cái đằng trước Chia ra một cái đằng sau Nối với nhau Để tạo thành chuỗi mắt xích Thấy chưa Thế thì cái anh monomer này được gọi là Mình vừa gọi tên nó xong đấy methin, Methyl Acrylate nên anh polymer tạo thành này có tên gọi là poly -methyl, methyl methyl acrylate hay chúng ta còn được biết tới bằng một cái tên nó dân dã hơn đấy là thủy tinh hữu cơ thủy tinh hữu cơ nhá thủy tinh Hữu cơ, Đấy thể viết tắt thủy tinh Hữu cơ, ok chưa? ok chưa? đấy, chúng ta sang phần cuối cùng ạ, về phần điều chế và ứng dụng. thì điều chế của ester thì nó sẽ đi từ ba cái phương pháp chính, được chưa? nó chia thành ba cái loại, tương ứng với từng loại ester thì sẽ có cái loại điều chế khác nhau. ví dụ như là bây giờ đi từ điều chế ester của alcohol nhé thì thường thì điều chế ester alcohol thì bằng cách là đun hỗn hợp gồm carboxylic acid và alcohol sử dụng sulfuric acid đặc làm xúc tác nhé cái phần này thầy sẽ nói thật kỹ ở trong cái phần thí nghiệm vật dụng cao đúng không ạ thì ta sẽ đi rất đơn giản thôi đi từ carboxylic acid với lại alcohol h 24 đặc làm xúc tác đun nóng nhẹ thì mình sẽ thu được ester. Cái này quen thuộc với các em rồi. Cộng h 2 chưa? Nên là không có gì phải nói cả. Nên phản ứng ester hóa nhá. Thì đây là điều chế của ester của ancol thì từ, từ axit carboxylic. ấy, carbo silic axit và an ancol. Không có gì khó khăn cả, không có gì lạ lùng cả. Đúng không ạ? B là sang điều chế ester của phenol. À, tại sao lại phải có điều chế ester của phenol riêng? Tại vì là uh, điều chế tại vì điều chế ester phenol thì mình không thể đi theo cái phản ứng là cho carboxylic acid tác dụng alcohol được bởi vì phenol nó không phải là alcohol Nên muốn làm như thế được. Thì điều chế cái ester của phenol ấy thì sẽ bằng cách là cho anhydride acid. Anhydride acid tác dụng với phenol. Đấy. Thì ta sẽ thu được là RCOO C6H5 cộng với lại RCOH. Được chưa? Đấy, thì cái phản ứng này các bạn chỉ cần nắm được rằng là nó sẽ xảy ra, nó có xảy ra thôi. Còn các bạn không cần phải quá quan trọng là cái cân bằng phương trình như nào. Như vậy các bạn chỉ cần nắm được thôi là được nhá. Cuối cùng, C là điều chế ester của vinyl ester vinyl thì nó cũng tương tự như ester của 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 phenol là mình không thể điều chế bằng cách bình thường là cho các bosilic acid tác dụng hôn được đúng không ạ mà điều chế ester của vinyl thì ở đây chúng ta có hai phương pháp nhá phương pháp thứ nhất là chúng ta coi như là thực hiện phản ứng cộng vậy là ta cho cái anh ch 3 cooh thầy giảng này là chúng ta coi như phản ứng cộng cộng với c acetylen đây các bạn coi như cộng đây Acylen là coi như cộng HX đúng không Thì đây là coi Đây là H và X Đấy thì cộng vào này Trong cái khung này CH này Chỉ còn nối đôi này CH này Chia một cái đằng trước đại chia cái đằng sau đúng không Thì anh CH3COO đính vào đây Còn một anh H còn lại đính đây Đấy thế là tạo thành CH3COO CH nối đôi CH2 Ngoài ra còn một phương pháp khác nữa. Ui. Ui. Ngoài ra còn một phương pháp nữa. Ngoài ra còn một phương pháp nữa. Đấy là phương pháp mà đi từ là sản xuất vinyl acetate trong công nghiệp. Là người ta sẽ tổng hợp từ người ta sẽ tổng hợp nó từ ethylene. Đấy chưa? Ethylene. CH4 cho tác dụng với lại acetic acid. CH3 COH trong môi trường là O2 Đấy chưa? có xúc tác là plan tiêu xúc tác thì đã được thu được là CH3 COO CH nối đôi xem là cái này trong công nghiệp Đấy chưa? cộng với lại H2O Đấy. 2 2 được chưa 2 2 cân bằng phương trình đấy 2 2 đấy thì cái này thì nó cũng không quan trọng lắm cái này nó nâng cao thêm tí thôi Nhá không có gì quá khó khăn cả cuối cùng ạ ứng dụng của ester thì một số ester được ứng dụng trong đời sống được làm dung môi đấy dung môi này đấy được chưa một số ester được dùng làm dung môi ví dụ như là butin acetet là được dùng làm dung môi nhá này dung môi này dung môi ví dụ như là butin ýi lỗi. Butin, butin, Acetate là được sử dụng làm dung môi, nhá, dùng để pha sơn tổng hợp. Thứ hai là chúng ta nhớ một vài cái thôi, đặc trưng thôi. Ethin, Acetate là cái dung môi này là hay được sử dụng làm dung môi để tách chiết trong phòng thí nghiệm, nhá. Một số ester thì dùng làm hương liệu được chưa được dùng làm hương liệu nguyên liệu hương liệu thì ở bên trên chỗ phần tính chất vật lý chúng ta nói rồi là chúng ta có gì ạ là iso amin acetate là dầu chuối đúng không đấy xong lại có dứa này xong lại có cả hoa nhai này đúng không đấy thì đấy là mấy cái để làm hương liệu nhá được làm nguyên liệu sản xuất polymer thì chúng ta vừa nói rồi thủy tinh hữu cơ đây vừa ghi xong Polymethylmester acrylate, thủy tinh hữu cơ là được sử dụng làm thủy tinh hữu cơ, được chưa? Đấy, được dùng tạo hương trong công nghiệp thực phẩm như ethyl butyrate, benzyl acetate, trong mỹ phẩm như lianin acetate, geranin acetate, geranin acetate là mùi hoa hồng, được không ạ? Ester dùng làm sản xuất chất dẻo này, dùng sản xuất sơn tường này, dùng trong thực phẩm, dùng trong dược phẩm như aspirin metinsagicillate làm dung môi đấy thì trên đây nó là toàn bộ những cái phần mà kiến thức lý thuyết mà quan trọng bậc nhất về ester mà thầy muốn chúng ta cần nắm được đúng không ạ